Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn. Cửa hàng Mạnh Du Auto đang rất nhiều xe cho anh chị và quý khách hàng lựa chọn tại km số 6 Xuân Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Ô tô đẹp Mạnh Dũng hiện tại vẫn đang còn hơn 30 đầu xe, mời quý khách hàng qua lựa chọn với tầm tiền mà hơn 100 triệu cho đến loanh quanh hơn 500. Như mẫu xe mà số sàn, số tự động và đặc biệt là toàn bộ những mẫu xe quốc dân như Vios, Cerato i10 hay là Accent các bác nhé. Toàn bộ những mẫu xe đời cao như Vios 2015 bản G màu bạc, số tự động này Cerato 2018 số sàn 1.6, ASEAN 2019 với tầm nguồn tiền mà chỉ nhô 300, số sàn Vios 2019 màu bạc đấy, với tầm tiền cũng chỉ hơn 300 triệu, form mới phiên bản 7 bóng khí. Còn phía trong này thì là những mẫu xe với tầm tiền mà hơn 200, 2012 và 2013 Vios số sàn bản E. Riêng Vios nhà em thì không làm bản thiếu, toàn bộ là bản E và bản G hết. Đây là những mẫu xe mà em đã dọn rất kỹ rồi, hồ sơ cầm tay cho các bác. Các bác đến là chỉ việc lựa chọn xe chạy thử, sẽ có hồ sơ cầm tay và ra tên luôn trong vòng 1-2 ngày rất nhanh để các bác sử dụng. Phía trong này là Vios 2017 màu bạc, số sàn bản E, ASEAN 2020 bản ATH đặc biệt. Bên cạnh đây là ASEAN 2019 số sàn bản đủ, la răng đúc, đèn bi và giải led ban ngày. Đây là Vios 2018 này. Đấy, em sẽ quay một vòng để cho các bác lựa chọn. Các bác thích mẫu xe nào thì nhắn tin cho em. 2018 bản E với tầm tiền mà hơn 300. Còn đây là Vios 2017 bản E số sàn màu vàng cát với tầm tiền hơn 300. Và đây là Vios 2018 form mới bản G số tự động. Đấy, một con xe rất là mới luôn, form dáng thì cực kỳ đẹp, nội đồng cố đá, tiết kiệm nhiên liệu và siêu bền bỉ, với tầm nguồn tiền mà hiện tại đang loanh quanh hơn 400 triệu. Các bác mà có hơn 300, thích số tự động sedan 2 đầu, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ thì lựa chọn ngay Accenture 2018 số tự động nhé. Xe rất mới, một chủ từ đầu và đã rút hồ sơ cầm tay. Đây là Vios 2017, một chủ biển Thái Nguyên, bản E 1.5, đấy, màu vàng cát. Xe vừa mới dọn dẹp và vừa lắp màn hình Android xong với tầm tiền mà hơn 300 triệu. Bên cạnh đây là ASEAN 2012, 2015. Đấy, ASEAN 12 và 15 em đang có 2-3 chiếc, một chiếc số tự động và chiếc này là số sàn nhé, 2015. Đây là chiếc Vios 2014 bản G tự động với tầm nguồn tiền mà hơn 300 triệu, màu xanh. Chiếc tiếp theo là chiếc Vios 2019 form mới số sàn 7 bóng khí, một con xe màu trắng, về các bác chạy gia đình hay chạy dịch vụ xe hoa đều ổn, quá đẹp luôn. Chiếc nào cũng đủ hết từ màn hình cam lùi và tổng thành xe thì dọn quá kỹ rồi. Đây là chiếc Vios 2016 này, CVT số tự động, hơn 300 triệu. Vios 2003 công vụ vẫn đang để đi, một ngày mà có thể chạy 400-500 cây số, quá ổn định luôn. Chiếc tiếp theo mà em muốn giới thiệu cho anh chị và các bạn, nó là một chiếc Vios 2018 bản E số sàn 1.5. Đấy, và hai chiếc i10 nhé, hai chiếc i10 sedan 2 đầu 15 và 16 bản đủ. Đây, con này là 2016 này. Ghế nỉ nguyên zin theo xe, màn hình Android mới lắp. Đây. Đó, những mẫu xe này thì nó rất bền, nội đồng cố đá và tiết kiệm nhiên liệu. Còn đây là 2015 đây. Đấy, sedan 2 đầu bản đủ các bác nhá, hai con i10 này của em bản đủ hết. Hiện tại thì cửa hàng đang còn chỉ còn duy nhất hai con i10 này. Đó, và bắt đầu thì sang năm tới đây là em sẽ tiếp tục mua những mẫu xe đẹp và lựa chọn thật kỹ để phục vụ quý khách hàng. Bảo hành 1 năm với máy số và đổi trả trong vòng 1 tuần. Đó, xe thì vẫn đang rất nhiều trên này để cho các bác lựa chọn vào tháng riêng và tháng 2 của năm 2024. Vậy thì các bác mà vừa theo dõi video thích mẫu xe nào thì hãy comment lại cho em hoặc gọi điện cho em, sẽ tư vấn cho các bác hoàn toàn miễn phí và gửi ảnh video chi tiết của từng xe một cho các bác.